Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube của báo điện tử VTC News. Chúng tôi luôn cập nhật những vấn đề nóng nhất, mới nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Mưa lũ lở đất nghiêm trọng những ngày qua đã khiến hàng chục nghìn người tại huyện Nam Pesisir, tỉnh Tây Sumatra của Indonesia phải rời bỏ nhà cửa đi sơ tán trong lúc con số người thương vong mất tích tiếp tục tăng. Công tác cứu hộ đang được triển khai khẩn trương. Cơ quan giảm nhẹ thiên tai huyện Nam Pecia, hay còn gọi là PBPD, ngày mùng 10 tháng 3 cho biết con số người thiệt mạng vì lũ lụt, lở đất ở huyện này đã tăng từ 10 nạn nhân lên 16 nạn nhân. Một số người tử vong do phương tiện đi lại bị cuốn trôi xuống sông.ít nhất 10 người còn mất tích và hơn 46.000 người đã phải đi sơ tán khi mưa lũ nhấn chìm phần lớn huyện Nam Pecia. Theo thống kê ban đầu, mưa lũ, lở đất làm một số dòng sông tràn bờ, gây ngập hơn 20.000 ngôi nhà, phá hủy 8 cây cầu chính quyền Nam Pesisir đã thiết lập trung tâm quản lý thiên tai để huy động mọi nguồn lực cứu trợ người dân gồm lương thực, thuốc men, lều bạt, vân vân. Đồng thời điều động các đội cứu hộ cùng nhiều thiết bị hạng nặng mở đường vào các khu vực đang bị cô lập. Tuy nhiên, mưa lớn tiếp diễn khiến công tác cứu hộ gặp khó khăn. Việc cung cấp điện, nước sạch, internet tiếp tục gián đoạn ở một số vùng. Tại huyện Padang, Pariaman cũng thuộc tỉnh Tây Sumatra, mưa lớn trong 3 ngày qua gây lũ lụt, lở đất khiến ít nhất là 3 người thiệt mạng nhà chức trách tỉnh Tây Sumatra lo ngại con số thương vong do thiên tai ở tỉnh này còn tiếp tục tăng những ngày tới. Mưa lũ, lở đất thường xuyên xảy ra tại Indonesia trong mùa mưa. Đầu năm nay, mưa lớn cũng đã dẫn tới lũ lụt, lở đất tại nhiều khu vực ở tỉnh Tây Java, khiến hàng nghìn người dân mất nhà cửa. Trong nỗ lực nhằm đưa hàng cứu trợ đến cho người dân ở giải Gaza, Liên minh châu Âu cùng với Mỹ và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất dự kiến sẽ mở hành lang viện trợ đường biển giữa đảo Sip và giải Gaza vào cuối tuần này, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen hôm 8 tháng 3 thông báo một hành lang viện trợ đường biển có thể bắt đầu hoạt động giữa Ship và Gaza vào cuối tuần này. Hoạt động này là một phần nhằm thúc đẩy các nỗ lực của phương Tây để giảm bớt cuộc khủng hoảng nhân đạo ở giải Gaza. Chúng tôi đang cùng nhau triển khai hành lang hàng hải này, nỗ lực phối hợp giữa Ship, Liên minh châu Âu, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Mỹ và đây là nỗ lực không ngừng nghỉ để đưa hành lang này vào hoạt động, bất chấp mọi thách thức. Điều này thực sự truyền cảm hứng, Bây giờ chúng ta đã tiến rất gần đến việc mở hành lang viện trợ này, hy vọng là thứ Bảy, Chủ nhật tuần này, và tôi rất vui mừng khi thấy hoạt động thí điểm đầu tiên được triển khai ngày 9 tháng 3. Tuyên bố trên của Chủ tịch Ủy ban châu Âu được đưa ra sau khi Tổng thống Joe Biden công bố kế hoạch cho quân đội Mỹ xây dựng một bến tàu tạm thời trên bờ biển địa trung hải của Gaza. Ngoài ra, một quốc gia khác là Anh sẽ hợp tác với Mỹ và các nước đối tác liên quan để mở hành lang trên biển, chuyển hàng cứu trợ trực tiếp đến Gaza. Nỗ lực thiết lập một tuyến đường biển để chuyển hàng cứu trợ được thúc đẩy trong bối cảnh khoảng 2,3 triệu người dân Gaza đang đối mặt với nạn đói hoành hành. Trong khi đó, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan cho hay, các quan chức hai nước đã tổ chức nhiều vòng thảo luận về các chủ đề bao gồm Syria, Ukraine, Gaza, hợp tác công nghiệp quốc phòng, năng lượng và chống khủng bố. Phát biểu với truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ tại Washington, Ngoại trưởng Fidan nói, hiện tại, đặc biệt là xét đến thời điểm chúng ta đã đạt tới, với một tâm lý đổi mới, một chương trình nghị sự tích cực hơn chúng ta có cơ hội tiếp tục con đường của mình bằng cách lật sang một trang mới. Trong khi giải quyết những vấn đề mà chúng ta đang gặp phải hiện nay, điều quan trọng là phải nhận ra tiềm năng chung mà hai quốc gia có thể tạo ra, cũng như những cơ hội mà chúng có thể mang lại. Ông Fidan nhắc lại quan điểm của Thổ Nhĩ Kỳ rằng cần có lệnh ngừng bắn ngay lập tức và lâu dài ở Gaza, đồng thời nhấn mạnh các nước cần phải làm nhiều hơn nữa để giảm bớt thảm họa nhân đạo và mở đường cho giải pháp hai nhà nước. Người đứng đầu Bộ Ngoại giao của Ankara cũng thảo luận các cách để chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine với người đồng cấp Mỹ Antony Blinken và Cố vấn An ninh Quốc gia Jake Sullivan, nhấn mạnh rằng Ankara thấy đã đến lúc thảo luận về con đường hướng tới chấm dứt giao tranh, nhưng Thổ Nhĩ Kỳ không thấy sự sẵn lòng này từ Kiev và Moscow. Trước đó, quan chức hai nước đồng minh NATO đã bắt đầu các cuộc họp, được coi là cơ chế chiến lược hôm 7 tháng 3, để thảo luận về nỗ lực vượt qua những bất đồng sâu sắc về chính sách và cải thiện hợp tác trong các lĩnh vực khác. Mối quan hệ giữa các đồng minh NATO đã trở nên căng thẳng trong những năm gần đây trong bối cảnh những bất đồng ngày càng tăng về một loạt vấn đề, mặc dù mối quan hệ đã đạt được động lực sau khi Ankara chấp thuận nỗ lực gia nhập liên minh của Thụy Điển. AFP đưa tin, quân đội Mỹ hôm mùng 9 tháng 3 cho biết, liên quân do nước này dẫn đầu đã bắn hạ 15 máy bay không người lái UAV tấn công một chiều do các tay súng Houthi phóng vào Biển Đỏ và Vịnh Aden. Houthi hoạt động ở Yemen dưới sự hậu thuẫn từ Iran, theo lực lượng này. Việc tấn công tàu thuyền qua biển đỏ và vịnh Aden là nhằm thể hiện tinh đoàn kết với người Palestine trong cuộc xung đột Hamas, Israel đang diễn ra trên giải Gaza. Theo Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ, Sencom, cuộc tấn công quy mô lớn của Houthis xảy ra trước dạng sáng mùng 9 tháng 3. Sencom và lực lượng liên quân xác định rằng các UAV đã gây ra mối đe dọa đối với các tàu buôn, tàu hải quân Mỹ và đồng minh trong khu vực. Bộ này viết trên mạng xã hội X rằng những hành động này được thực hiện để bảo vệ quyền tự do hàng hải và đảm bảo các vùng biển quốc tế trở nên an toàn và an ninh hơn. Trong diễn biến khác, báo Daily Advertis đưa tin hầu thi cùng ngày đã nhận trách nhiệm vụ tấn công nhằm vào tàu chở hàng treo cờ Singapore ở Vịnh Aden. Con tàu nói trên được xác nhận thuộc loại chở hàng rời được đăng ký dưới tên Proper Fortune. Người phát ngôn Jahia Sari của hầu thi tuyên bố ngoài tàu Proper Fortune, họ còn phóng 37 UAV nhắm vào tàu chiến Mỹ trước đó lực lượng houthi ở yemen xác nhận đã phóng tên lửa nhằm vào tàu chở hàng true confidence thuộc sở hữu của hy lạp đi qua vịnh aden gây ra hỏa hoạn trên con tàu đồng thời khẳng định sẽ còn tiếp tục thực hiện các cuộc tấn công cho đến khi xung đột tại giải gaza chấm dứt người phát ngôn nhóm vũ trang đang kiểm soát một phần lãnh thổ yemen này ông sahia sare cho biết các lực lượng vũ trang Yemen kiên trì duy trì các nghĩa vụ tôn giáo, đạo đức và nhân đạo trong việc hỗ trợ người dân Palestine bị áp bức và các hoạt động của họ ở Biển Đỏ và Biển Ả Rập sẽ không dừng lại cho đến khi chấm dứt giao tranh và cuộc bao vây người dân Palestine ở giải Gaza chấm dứt. Những tuyên bố của lực lượng hầu thi đã khiến Mỹ và nhiều nước phương Tây dậy sóng. Các máy bay chiến đấu của Mỹ và Anh cũng đã tiến hành hai cuộc không kích nhằm vào sân bay quốc tế Hodeida ở miền Tây Yemen. Liên minh Mỹ Anh hiện chưa đưa ra bình luận sau vụ tấn công trên. Tuy nhiên, phát biểu trước báo giới sau đó, người phát ngôn Bộ ngoại giao Mỹ, Matthew Miller cho biết Mỹ sẽ buộc lực lượng Houthi ở Yemen phải chịu trách nhiệm về cuộc tấn công nhằm vào tàu Chu Confidence. Lực lượng Houthi đã tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công liều lĩnh này mà không quan tâm đến tính mạng của người dân những người đang đi qua Biển Đỏ và hiện tại đã có một vụ tấn công gây chết người. Lực lượng Houthi phải chịu trách nhiệm về các cuộc tấn công của họ. Các hoạt động này không chỉ làm gián đoạn thương mại quốc tế, phá vỡ quyền tự do hàng hải trong vùng biển quốc tế mà còn gây nguy hiểm cho những người đi biển. Vì vậy, chúng tôi sẽ tiếp tục buộc họ phải chịu trách nhiệm. Chúng tôi kêu gọi các chính phủ trên thế giới cũng làm như vậy. Nhiều nước châu Âu cũng lên tiếng chỉ trích vụ tấn công của lực lượng Houthi. Ngoại trưởng Anh David Cameron trong một tuyên bố nhấn mạnh: "Chúng tôi lên án các cuộc tấn công liều lĩnh và bừa bãi của Houthi nhằm vào hoạt động vận chuyển toàn cầu và yêu cầu họ dừng lại." chúng tôi sẽ tiếp tục đứng lên bảo vệ quyền tự do hàng hải và chứng minh lời nói của mình bằng hành động